Chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một món ăn mới, đó là món chả đậu thịt các bạn ạ. Đây là món chả đậu của mình sau khi đã chế biến xong. Đậu thì nhiều khi ăn rán, ăn luộc, ăn sốt cà chua, nhiều khi đôi khi mình cũng thấy mãi cũng thấy nhàm. Mình muốn đổi một vị, đó là làm chả các bạn nhé. Nguyên liệu các bạn cần phải chuẩn bị đó là đậu phụ. Và đây là thịt lạc xay. Và tiếp đến là hạt tiêu. Và tiếp đến nữa đó là một chút chin su, nước tương nữa. Và một ít hành lá, một chút cà rốt và một củ hành tây, một chút gia vị. Mình giới thiệu với các bạn là hành tây và cà rốt thôi, nhưng các bạn chỉ cần cho điểm vào thôi các bạn nhé. Trước hết là mình cho đậu với thịt vào một cái tô lớn. Các bạn có thể dùng trong đậu trong cái hộp thì nó mềm và ngon hơn. Ở đây mình không mua được đậu hộp thì mình mua đậu miếng này, mình cũng mua cái đậu nó rất là mềm các bạn ạ. Và tiếp theo là mình thái hành ra. Hành này mình thái nhỏ thôi các bạn nhé. Bởi vì đây là mình trộn vào trong đậu, do vậy mà mình chỉ thái nhỏ thôi. Sau khi mình đã thái xong rồi thì mình cho vào bát hoặc gọi là tô lớn đấy. Mình dùng găng tay mình bóp lát đậu với cả thịt cho lẫn lộn nhau đi. Bởi vì là nhiều khi ăn mãi một món đậu thì cũng thấy nó không ngon, mình thử đổi bữa cũng là đậu và mình chế biến đi một tí, ăn nó khác vị một tí thì các bạn cũng cảm thấy lạ miệng khi cũng ngon đấy các bạn ạ. Củ hành tây các bạn cắt đôi, các bạn chỉ dùng một non một nửa thôi các bạn nhé. Đây là mình cho hành tây thì mình không cho hành tía nữa, còn không thì các bạn chỉ cần dùng hành khô tía là được. Thì đây là mình tiện thì cũng là hành thì mình có thì mình cho vào ăn cái hành tây này, cho vào khi rán thì các bạn ăn rất là giòn đấy. Các bạn thái mỏng nhỏ thế này nhé, thái mỏng sau đó băm nhỏ ra để các bạn cho vào khi mình viên nó dễ dàng đấy. Các bạn đã băm nhỏ rồi đúng không ạ, các bạn cho vào bát. Và tiếp đến là cà rốt. Cà rốt thì các bạn dùng cái lạo này này, các bạn lạo ra một vài lát đấy, thì các bạn thích ăn nhiều thì các bạn cho nhiều, còn không thì mình chỉ lạo một chút thôi. Đấy, sau đó các bạn quay ngang ra và các bạn băm nhỏ ra nhé, các bạn thái nhỏ ra. Nhỏ ra sau đó các bạn cho vào bát đậu. Thế là các nguyên liệu gia vị rau mình đi kèm mình đã cho đầy đủ đúng không ạ? Bây giờ mình chỉ việc cho thêm gia vị bột canh, xì dầu và một chút hạt tiêu thôi là xong các bạn ạ. Tiếp theo là các bạn cho gia vị nhé. Đấy, một chút xì dầu này. Mình cho cái này là để tạo độ thơm nhé. Bởi vì xì dầu cũng được chiết xuất từ đậu tương mà các bạn. Đấy, hạt tiêu mình cho ít thôi. Và tiếp đến là cho một chút gia vị vào nhé. Cái món này thường thường là mình dùng để ăn vã, do vậy mà các bạn đừng lên cho mặn quá nhé. Mình chỉ cho nhạt thôi để khi mình ăn mình chấm tương ớt cái rất bùi và ngon. Vậy các bạn mua được cái đậu béo để các bạn ăn thấy rất rất là tuyệt vời. Đấy, các bạn trộn đều lên.
xanh đỏ trắng rất tuyệt vời, màu rất đẹp đúng không ạ? Bây giờ mình mang đi chiên các bạn nhé. Đây, sau khi mình đã cho dầu mỡ vào chảo rồi đây ạ. Sau đó các bạn để nóng chảo và già mỡ thì các bạn lận viên các bạn cho vào nhé. Bởi vì khi mình viên thì cái này nó rất là mềm. Do vậy mà các bạn viên, sau đó các bạn dùng một cái đồ gì đấy các bạn đưa vào. Đấy, các bạn cứ dùng tay các bạn lật như vậy và cho vào cái dĩa đấy, các bạn đặt nó vào rất là dễ. Cũng như rán nhiều thứ khác thôi, các bạn cũng cứ rán và đun ở mức độ nửa vừa phải, sau đó các bạn lật lên xem. Nếu các bạn thấy vàng là các bạn lật lên nhé. Thế nó mềm không lật được thì các bạn dùng cái này các bạn lật nó lên rất là dễ. Đấy, các bạn thấy vàng chưa ạ? Đương nhiên đồ ăn gì cũng vậy, nếu các bạn đã muốn rán thì đương nhiên là phải để vàng thì mới lật đúng không ạ? Kể cả rán cá hay rán đậu các bạn đều phải để vàng rồi lật, bởi vì là khi mà nó vàng rồi thì cái mặt dưới kiểu gì nó cũng cứng hơn và các bạn lật rất là dễ dàng, không hề bị nát một chút nào. Trừ trường hợp là nem thì các bạn phải lăn đều, bởi vì nem mà mình để mà lật xong mình mới lật thì cái nem nó không được giòn đâu ạ, mình phải lăn tròn đều. Sau khi sản phẩm mình đã thấy vàng ở bên dưới rồi thì các bạn có thể kiểm tra và lấy ra được rồi đấy. Đấy, các bạn cho ra đĩa nhé. Các bạn cứ rán lần lượt như vậy đến khi hết là cái sản phẩm chả đậu của mình đã xong đấy các bạn. Đấy, sau khi mình cho ra đĩa, sản phẩm chả đậu của mình đến đây đã xong rồi đấy các bạn. Xin chúc các bạn làm và thành công để được những món chả đậu thật ngon miệng các bạn nhé. Video của mình đến đây đã xong. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất. Các bạn theo dõi video của mình mà thích thì nhớ ấn like, chia sẻ kênh giúp mình với bạn bè nhé. Rất mong được sự quan tâm và chia sẻ của các bạn. Xin chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video mới nhất.